Chào mừng toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mẫu xe Toyota Yaris Cross. Đây là chiếc xe Yaris Cross máy xăng màu trắng ngọc trai rất là đẹp đang được gây bề đẹp Vinh đây. Và đối với mẫu xe này thì chúng ta đang được hỗ trợ ngay 50% lệ phí trước bạ. Tương đương với chiếc xe này chúng ta sẽ được giảm là 33 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi của đại lý cộng dồn nữa, chương trình khuyến mãi đang rất tốt quý anh chị. Ngoài cái 33 triệu đó ra còn có giảm giá thêm tiền mặt, tặng thêm những món phụ kiện trên xe, những trang bị option. Ngoài ra còn có những chương trình hậu mãi về bảo dưỡng về sau 1.000, 5.000, 50.000 và 100.000 khi mua mẫu xe Toyota Yaris Cross này. Và chiếc xe này của chúng ta cụ thể sẽ có mức giá như nào với những trang bị an toàn đầy đủ như gói ADAS, Toyota City Sense, cam 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cách ngang và rất nhiều trang bị khác, thì chiếc xe này với mức giá sau khuyến mãi chỉ có 617 triệu có hấp dẫn hay không thì quý anh chị hãy cùng em Vinh đón xem trong video ngày hôm nay nha. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe uy tín nha. Bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả các dòng xe. Quý anh chị nào mà đang có xe cũ không sử dụng tới, muốn bán đi hay muốn thu cũ đổi mới, gọi cho em Vinh vào số hotline, đảm bảo mức giá cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn dễ dàng. Mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị ở trên chiếc Yaris Cross phiên bản máy xăng này trước nha. Về mức giá, chương trình khuyến mãi, mức giá lăn bánh cụ thể thì em Vinh sẽ gửi đến quý anh chị ở phần cuối video. Và đầu tiên chúng ta thể thấy được này, form dáng cách thiết kế thì rất là đẹp đúng quý anh chị. Trong tháng vừa rồi thì em Vinh đã hoàn thành 3 xe Yaris Cross cho khách hàng rồi. Một trong những chiếc xe có mức giá bán, doanh số bán thì cực kỳ tốt, quý chị thể nhìn ở trên đây. Về cái doanh số bán của chiếc Yaris Cross trong tháng 9 vừa rồi của chúng ta, và với cái chương trình này nó đã trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Khách hàng mua nhiều, trải nghiệm tốt, và đó là những cái niềm vui mà em Vinh giành được. Mà kênh xe uy tín của em Vinh được phục vụ những khách hàng dễ tính cũng như khó tính đều sẽ được em Vinh chăm sóc chu đáo khi mua xe tại Toyota Hùng Vương. Và đây là chiếc xe Yaris Cross form dáng đẹp, một chiếc SUV gầm cao đúng quý anh chị. Đầu tiên chúng ta phải nói tới là về cụm đèn. Hệ thống đèn sẽ được trang bị về một đèn bi LED cho cường độ ánh sáng cao, giúp ta di chuyển và vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng hơn. Và trong cụm đèn cũng sẽ có những tính năng như đèn pha thính thông minh, đèn tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu ở trên chiếc xe Yaris Cross này, rất hiện đại đúng quý anh chị. Đèn xi nhan sẽ tích hợp gọn trong đây, cũng sẽ là dạng LED luôn, rất đẹp. Và khi không sử dụng thì nó sẽ là đèn chiếu sáng ban ngày, chúng ta được kích hoạt lên cũng rất là đẹp quý anh chị. Và chúng ta có thể thấy phía bên dưới sẽ có một cái hốc đèn sương mù được ốp phía ngoài bằng nhựa đen bóng và một cặp cảm biến góc trước để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe dễ dàng hơn. Bóng đèn sương mù thì là bóng đèn dạng LED cho cường độ ánh sáng cao, giúp chúng ta di chuyển và vận hành ban đêm dễ dàng đối với chiếc xe Yaris Cross này. Mặt lưới tăng nhiệt thì được làm ống vô và logo thì được làm lồi lên, tạo điểm nhấn ở phần đầu xe chúng ta, và những họa tiết trong logo được sơn màu đen bóng tạo điểm nhấn ở phần đầu xe. Hệ thống camera 360 độ tích hợp ngay phía dưới giúp chúng ta lái xe trong khu vực nội đô an toàn, yên tâm hơn với mẫu Yaris Cross này. Xe còn được trang bị gói an toàn Toyota City Sense, có những tính năng cảnh báo lần làn đường, cảnh báo tiền va chạm, giữ khoảng cách với xe phía trước. Ngoài ra còn có đèn pha thính thông minh AHB, kiểm soát vận hành chân ga và nhắc nhở phía trước di chuyển đều sẽ có trên chiếc xe Toyota Yaris Cross này, mang cho chúng ta cái trải nghiệm linh hoạt, ổn định và giúp chiếc xe chúng ta có được cái sự hiện đại hơn. Đó là về tổng quan về phần đầu xe. Về hông xe thì sao? Với một chiếc xe gầm cao 5 chỗ như này, khoảng sáng gầm xe tốt sẽ giúp xe chúng ta đi được đa địa hình hơn đối với chiếc Yaris này. Bộ mâm 18 inch phay xước với thắng đĩa 4 bánh giúp chúng ta phanh chính xác, tản nhiệt tốt hơn. Và bộ mâm thiết kế này nhìn chiếc xe rất là khỏe đúng không quý anh chị? Đường cua lốp nhựa đen nhám và phần hông xe cũng sẽ được ốp những miếng nhựa đen nhám tạo điểm nhấn cho cái phần hông xe của chúng ta. Gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương, có chỉnh điện, gập điện, cam 360, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cách ngang, đầy đủ hết quý anh chị ha. Đường chân kiến mạ chrome và tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, nhưng mà có tích hợp nút mở cửa thông minh, ra vào xe thì chỉ với một chạm thôi, rất là dễ dàng. Phía trên chúng ta có giá nóc thể thao được sơn màu bạc, rất là đẹp đúng quý chị ha. Về mức tiêu thụ nhiên liệu thì xe với khối động cơ 1.5 lít thì nó chỉ tiêu hao hết 5,9 lít đối với đường kết hợp thôi. Trong đô thị là 7,4 lít và ngoài đô thị là 5,1 lít dành cho chiếc xe Yaris Cross này. Với những trải nghiệm này sẽ giúp chúng ta có một chiếc xe an toàn, tiết kiệm và cùng với đó là tinh tế trong cái mức sử dụng nhiên liệu. Vâng, đuôi xe thì sao? Với thiết kế đuôi xe, những cái đường nhấn nhá ở phía sau làm chiếc xe của chúng ta khỏe khoắn và cơ bắp hơn khi mà nhìn vào cái đuôi xe của chiếc Yaris Cross này. Và đặc biệt thì chúng ta thể thấy được ở phía sau được trang bị với một cụm đèn phía sau được làm vát xuống tạo điểm nhấn ở phần đuôi xe và sử dụng hoàn toàn là bóng LED. Phía trên chúng ta có anten dạng vây cá, đèn báo phanh dạng LED trên cao, xe kính sau, gạt mưa phía sau, cam lùi kết hợp với hệ thống cam 360, cảm biến phía sau và cảnh báo phương tiện cách ngang, cảnh báo điểm mù đầy đủ trên chiếc Yaris Cross này. Về phần cốp xe của chiếc xe này thì phải nói là cực kỳ rộng rãi. Một chiếc xe có phần cốp xe rộng rãi thoải mái được chia ra làm hai ngăn. Khi không sử dụng ngăn trên thì chúng ta thể hoàn toàn thu nhỏ lại.
để tăng thêm diện tích để đồ cho khoang hành lý ở phía sau. Và cốp xe này thuộc vào dạng siêu rộng, gần 500 lít đó quý anh chị, thoải mái để chúng ta để đồ. Và phía dưới đó chính là bánh sơ cua dự phòng, con độ thứ ở phía dưới nha quý anh chị nha. Lật cái tấm đèn nó lên là thấy rồi. Đó, cốp xe thì rộng rãi thoải mái. Và phần nội thất thì sao? Đối với nội thất của Yaris Cross thì nó làm rất là chỉnh chu. Chúng ta có thể thấy được toàn bộ những vị trí trong xe được làm với những họa tiết da nhiều, được hướng về người lái, giúp người lái dễ dàng quan sát và di chuyển chiếc xe này hơn. Những vị trí như tắp bi cổ này cũng sẽ được bọc da hết này. Đây, trên đây cũng bọc da. Nó có đèn viền nội thất và phía dưới đây là những nút bấm lên xuống kiến, một chạm chống kẹt, chỉnh kiến định gập kiến định tự động, tay nắm cửa mạ rôm. Nó nội thất thì là nội thất màu đen với những đường chỉ khâu màu xanh rất là đẹp và nổi bật. Đó, form ghế thì thể thao, ngồi rất là thích. Đi những cung đường xa trên cái form ghế này thì chúng ta sẽ không bị mỏi và không bị mệt. Đó, phía bên đây thì những hệ thống ở trên xe này, đèn pha cũng thông minh AHB. Đó, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo tiếng va chạm. Và phía dưới đây là cảm biến của chúng ta, bật tắt cảm biến, cân bằng góc chiếu, đầy đủ hết ha. Và chúng ta sẽ cùng tiến vào phần nội thất nào. Khi mà bước vào cái nội thất của chiếc Yaris này, cái điều đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến quý anh chị đó chính là cái màn hình phía trước mặt người lái, được trang bị với màn hình hoàn toàn kỹ thuật số. Nó cho chúng ta cái sự hiện đại, cái sự sang trọng khi mà chúng ta bước lên xe. Và nó cũng sẽ giúp chúng ta quan sát và nắm bắt chiếc xe một cách dễ dàng hơn với những thông báo trên đây. Đó, có cả cảnh báo xuất lốp từng bánh xe luôn nha quý anh chị nha. Nó những hệ thống an toàn như là cảnh báo lề làn đường, cảnh báo tiếng va chạm, thứ sẽ hiển thị trên đây. Mức tiêu thụ nhiên liệu rất là chi tiết và các hệ thống báo khác. Và bên đây thì chúng ta có tốc độ xe. Đèn phía trước thì là auto, tự động bật tắt rồi. Lấy chuyển sổ thể thao cho vô lăng. Vô lăng thì được bọc da rất là chi tiết. Những nút bấm này, tăng giảm âm lượng, cam 360, điều khiển màn hình, đa thông tin phía trước mặt người lái. Phía đây thì sẽ là gói ADAS của chúng ta, bao gồm ga tự động Cruise Control. Đó. Kiểm soát vận hành xe của chúng ta, giữ khoảng cách với xe phía trước, cảnh báo là làn đường. Và cùng với đó lấy chuyển sổ thể thao cho vô lăng, giúp chúng ta lái xe thoải mái và thích thú hơn. Màn hình giải trí lớn 10 inch, có Apple CarPlay, Android Auto không dây, có thông tin xe đầy đủ ở trên đây. Chúng ta có thể xem trên đây góc nghiêng xe, mức tiêu thụ nhiên liệu và ngoài ra có luôn cả cảnh báo xuất lốp từng bánh xe. Hệ thống cam 360 cũng sẽ được hiển thị trên đây, rất là sắc nét để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe để được dễ dàng hơn. Đó, và xe được trang bị điều hòa tự động hoàn toàn, có cửa gió phía sau giúp chúng ta thao tác dễ dàng hơn. Nút để start top, sạc không dây, dắt cắm sạc USB. Hộp số thì là hộp số CVT, giúp chiếc xe của chúng ta êm ái mượt mà hơn. Và đây là hộp số mới đi CVT nhà quý chị nha. Có phanh tay điện tử, auto hold đầy đủ hết ha. Và chúng ta có thể thấy được những vị trí này đều sẽ được bọc da hết. Đây, đường chỉ line màu xanh, rất là đẹp. Xe thì nói chung Yaris là một trong những chiếc xe nó có được những cái trang bị hiện đại. Ngoài ra mà Yaris nó có được thêm những cái tính năng an toàn bậc nhất trong phân khúc nữa. Có ADAS này, cam 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, nhắc nhở xe phía trước di chuyển trong quá ADAS là một cái điều nó rất là cần thiết cho chúng ta. Nó đặc biệt là cái kiểm soát vận hành chân ga, tránh chúng ta đập lộn chân ga. Đó, hàng ghế thứ hai thì rộng rãi thoải mái. Quý vị thấy, nhìn thấy cái độ ngã này. Độ ngã hàng ghế thứ hai rất sâu nha, để giúp chúng ta có tư thế ngồi thoải mái nhất. Và cái hàng ghế này của chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ ngã này. Đó, còn có thể ngã thêm nữa nha quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy cái độ ngã này. Đó, rất là thoải mái luôn, có bệ thì tay từ đầu ba vị trí ngồi, như em Vinh nói có cửa gió phía sau, đầy đủ hết. Đó, cái bản này chỉ khác bản Yaris ở cái cúp điện và cái kính trần toàn cảnh thôi. Đó, còn ngoài ra thì mức giá thì nó cũng khá là tốt, nên cái mức bản này là cái bản bán chạy nhất này, đang bán rất là chạy luôn. Những khách hàng nào mà thích cái phiên bản Yaris thì hiện tại bên em vẫn đang có xe giao liền, bản bé xăng này cũng đang có xe giao liền với cái chương trình khuyến mãi tháng này gần như là tháng cuối cùng rồi. Những quý vị nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì nhanh tay gọi cho em Vinh vào số hotline để nhận được cái thời gian giao xe sớm nhất và cùng với đó là mức giá tốt nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đúng mức giá của chiếc xe này nha. Và đó là về một vòng tổng quan về chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản máy xăng màu trắng đang được bên em Vinh đây. Và chiếc xe này của chúng ta cụ thể sẽ có mức giá như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đúng mức giá của chiếc xe này nha. Thì hiện tại đối với mẫu xe này chúng ta đang có mức giá là 650 triệu đồng. Đối với các màu như là màu trắng ngọc trai này sẽ cộng thêm 8 triệu. Các màu nóc đen thì quý chị vui lòng cộng thêm vào giá xe với em Vinh 12 triệu nữa nha. Còn đối với màu tiêu chuẩn là màu đen thì em Vinh sẽ tính với mức giá là 650 triệu để chúng ta có được cái mức giá tiêu chuẩn nhất dành cho mẫu xe Yaris này nha. Nếu như lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe này chưa khấu trừ khuyến mãi và đã bao gồm bảo hiểm vật chất thân xe là chúng ta sẽ có mức giá là 750 triệu đồng. Trừ đi cái chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ thì chiếc xe chỉ còn lại 717 triệu đồng thôi. Và chương trình khuyến mãi này là đã hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng rồi. Còn nữa nha quý anh chị,
còn giảm giá tiền mặt thêm cho khách hàng, tặng thêm những món phụ kiện như phim cách nhiệt, trải sàn ra, camera hành trình khi chúng ta mua mẫu xe Toyota Yaris Cross màu trắng rất là đẹp đang đứng bên mình đây. Và chiếc xe này của chúng ta còn có thêm những cái chương trình hỗ trợ đặc biệt khác về hậu mãi về sau, như miễn phí cấp mốc bảo dưỡng 5.000, 50.000 và 100.000. Và khi gọi vào hotline thì chắc chắn mức giá còn tốt hơn ở trên video nữa, với những chương trình riêng của đại lý nha quý chị nha. Và nếu quý chị nào đang quan tâm thì gọi ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589 878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi tốt nhất dành cho mẫu xe Toyota Yaris Cross này, với những chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng khi mua xe và những chương trình giảm giá hấp dẫn khi mua xe tại Toyota Hùng Vương trong tháng 10 này nha. Và dành những quý chị nào mà đang quan tâm về chương trình trả góp, hiện tại chúng ta sẽ có mức lãi suất là 5.9% một năm. Về hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Và để biết thông tin chính xác nhất thì quý chị cứ gọi trực tiếp cho em Vinh vào số hotline trên hình hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết về lãi suất trả góp hàng tháng và cùng với đó là thủ tục vay khi chúng ta mua chiếc xe Toyota Yaris Cross này nha. Và nhà nhân quý chị nào mà muốn đến trực tiếp Toyota Hùng Vương để lái thử trải nghiệm hay xem xe, hay tới tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, và nhớ trước khi lên showroom thì hãy gọi hotline để gặp trực tiếp Vinh, được tư vấn, được báo giá khi chúng ta mua mẫu xe Yaris Cross này tại Toyota Hùng Vương nha. Và nhà nhân quý chị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh CD Tính, và là nguồn động lực để em Vinh làm ra nhiều video hay hơn, thú vị hơn và hấp dẫn hơn để quý chị có thể theo dõi và xem, có thể đưa ra cái quyết định mua xe sao nó phù hợp nhất với nhu cầu chúng ta với mức giá tốt nhất nha. Và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Đừng quên, bên em vẫn đang thu cũ đổi mới tất cả dòng xe, tất cả hãng xe. Quý chị nào đang có nhu cầu thu cũ đổi mới, gọi cho em Vinh vào số hotline, đảm bảo mức giá cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn dễ dàng. Mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha.